1,5 triệu người cho xem phim công sở của Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân. Cô gái khóc quá đỉnh, vừa xinh lại còn diễn giỏi. Phim Xin Gọi Donut Tổng Giám của Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân đóng chính chưa phát sóng đã gây sốt mạng xã hội. Bộ phim Xin Gọi Donut Tổng Giám do Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân đóng chính hiện đã xác nhận lên sóng từ ngày 26 tháng 4. Trước ngày ra mắt, ekip sản xuất liên tục cập nhật những hình ảnh liên quan đến cặp đôi vai chính Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 1,5 triệu người đặt lịch xem trước phim Xin Gọi Donut Tổng Giám trên Soku. Đây là thành tích khá bất ngờ, giúp cho sức nóng của Xin Gọi Donut Tổng Giám ngày càng tăng cao. Ở một diễn biến khác, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip hậu trường Đàm Tùng Vận diễn cảnh đang nói chuyện điện thoại thì bật khóc. Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh, vậy nên dù đã 30 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn trông trẻ trung như thiếu nữ tuổi đôi mươi. Về phần diễn xuất, Đàm Tùng Vận cũng được khen ngợi diễn tốt, khóc cười đều tròn trịa. Tuy không sở hữu nhan sắc quá rực rỡ, nhưng Đàm Tùng Vận chẳng phải dạng vừa. Trước đây lúc đóng Cầm Tâm Tượng Ngọc, Đàm Tùng Vận cũng được ngợi khen có diễn xuất ổn định. Trong Xin Gọi Donut Tổng Giám, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông, cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành một nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân thủ vai, lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa, để tự tìm con đường sáng của riêng mình. Sau này giữa Ninh Mông và Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, hai người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn. Hiện tại bộ phim Xin Gọi Donut Tổng Giám đã được cấp giấy phép phát sóng, dự kiến ra mắt vào ngày 26 tháng 4 tới trên nền tảng Youku. Vậy bạn có mong chờ bộ phim Xin Gọi Donut Tổng Giám của Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân hay không? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.